Rồi, hôm nay bác Sơn dắt bà con theo cái đội hình bắt chuột đồng hai vụ sáng giáo ha bà con. Thì đây đồng hai vụ ha, thì bà con đã đây thu hoạch hết rồi, thì do miếng này trồng dưa hấu á. Rồi trồng lợ xả lúa lợ sau thì xung quanh tăng chét được đợt hai rồi, đây mới cắt ha. Thì cũng hên là do là nước không có xả phao á nên là chưa ha. Giờ bữa nay cắt thì vài ngày nữa mới xả. Nên là bữa nay tranh thủ cắt nè. Chuột thì khỏi nói đi. Chuột sớm giờ bắt đâu mấy chục ký rồi đó. Hả? Dí cù rất là nhiều. Đó. Lúa này thì đầy thơm mà bà con. Đầy thơm mà vô vụ vụ hè thu với đầu vụ thu đông này mưa gió nên là nó lép dữ lắm ha. Nên là cái năng suất không có đâu mà được cái giá rất là cao. Bà con thấy bông bọng gì đâu có nhiều đâu. Một công cắt kiếm 10 bao là ỉa quần rồi. Thấy không? Nó lép xanh cực kỳ luôn. Bà con thường mà bà con mà vụ hè thu mà bà con làm cái thằng đài thơm với thằng đài thơm, hè thu với thu đông mà làm đài thơm là nó lép dữ lắm ha. Lép xanh lép vàng mà. Nè. Bà thấy không? Nó lép lắm. Một công cắt kiếm 10 bao biết được không đó. Đây đất sơn đó là cho 10 bao đó chứ biết được 10 bao không đó thiệt luôn. Ha. Cắt từ sớm giờ rồi con thấy đi. Đi lên đi xuống có mấy bao đâu tầng. Thì ở đây thì do làm hợp đồng với anh Lộc ha, anh Lộc Thiên á. Anh Lộc Thiên là có nghĩa là anh Lộc trời á. Nên là bán được giá cao á mà nói chung là cũng muốn bằng giá thị trường rồi bà con ơi. Thì bán thì được 9.000. 9.000 ha, đề thơm 8 tháng này bán là lấy giống lại nè. Được 9.000 mà nói chung không biết có lợi không thì đó không biết ha. Tại vì mua giống mà nguyên chủng của công ty Lộc Trời không mà cũng hai mấy ngàn ký rồi bà con. Xà là bây giờ bán lại có 9.000 thì nói chung mình nói lời chắc phát sơn thấy là không được nhiêu đâu. Mà lúa này không có năng sức ha. Cái này kiếm 8-9 bao à. Nó lép thì khỏi nói đi, khỏi bàn đi, đài 28 mà bà con biết rồi. Hè thu đông, lớp xanh. Lớp xanh bà chúa luôn. Thì cái năng suất này chắc khoảng trung bình nó từ 8 đến 10 bao á, không lớn ha bà con. Thì trung bình trong đó đó. Không được 11 bao đâu, dàn lúa này bảo đảm bà con luôn. Thì này chủ yếu qua cho bà con xem anh em ta giết cụ chuột nè. Chuột thì bà con dòm là mê luôn, tại vì xung quanh đồng hai vụ nè, cắt hết trơn nè, đây sang lại cho bà con xem nè. Nè bên đây là lên chét hết trơn nè. Cắt đâu cả tháng trước á, lên chét chuẩn bị cắt chét rồi nè. Đó, thấy không, xung quanh đây là chét không à. Đó, còn đây bữa hôm tưởng đâu lên võng rồi, bữa hôm nước mưa nó đung á, tưởng đâu là ngập bỏ rồi, còn ăn được á, nói chung mình cũng còn ok. Nông dân miền Tây mình gan lắm, bởi vì dễ giàu lắm mà cũng dễ nghèo lắm. Có gan là làm giàu mà nói chung là phải giàu không phải nghèo chứ sao giờ. Nói chung ăn dưa hấu được chập, bây giờ quay qua ăn chập lúa nói chung là cũng khá ha. Nên. Rồi hết sang còn đi quay cạnh vườn tràm với cũng một đồng hai vụ nữa. Cũng chuẩn bị cắt nữa. Dưới 5451. Đại thơ mà con thấy lá xanh xanh là xanh này là xanh xanh kiểu như xanh đứng qua đứng không vô gạo nghe mà con. Có nghĩa là nó bị lớp xanh á. Lớp xanh nó đứng bông nó không vô gạo thì cái lá nó mới dư tồn dư cái dinh dưỡng trong cái lá. Chứ mà lúa mà con thấy cháy vàng vàng á. Mà bà con nói thấy cái nhà con thắt chứ thật sự là lúa nó trúng đó. Còn lúa mà bà con thấy tới cắt mà xanh xanh là nó bị đơ. Nó không vô gạo nó tồn dư cái dinh dưỡng trong cái lá nó mới đơ. Chứ mà nó quá chuyển từ cái chất diệp lục thành cái chất tinh bột. Nó vô gạo thì cái lá nó sẽ vàng. Thấy không? Đây coi mấy anh là dưới cù nè. Sớm giờ bắt quá nhiều rồi. Đó, rất là đông. Với cụ vô á chia nhau sống, sớm giờ cắt mấy miếng trọng với cụ sớm giờ cũng rất là nhiều chuột.
tồn dư dinh dưỡng, chút cắt mấy miếng trong đó chuột còn giữ nữa. Đó, đầu ấy lưới ra nè. Chuột nhiều lắm thấy bà con, do xung quanh nước nó dồn á, với đây còn lúa nè nên nó dồn chỗ nở. Hôm nay thì cứ dí cù lai gai thôi, cắt dí cù lai gai. Lúa thì không có trúng thấy bà con, nó bị dằn lúa nó xanh, nó bị lép dữ lắm ha. Nước xanh, kia thường thường nước xanh. Lội chuột hả, lội dịch. Lội chuột đuổi gan lội dịch. Chuột nhiều lắm hả bà con. Này không có cái lần nước, có lần nước giờ mới đã. Bị cắn. Nói chung là xung quanh bà con cắt hết rồi, còn ở đây thì chuột dữ lắm ha, sớm giờ bắt chổng mằng cá thao luôn, quá chuột. Coi chuột nó chạy vô nè.
ngon đâu. Đó, được hai con rồi đó, ba con rồi đó. Cũng bổn mà. Ô, ô, quá nhiều. Lười vô, lười vô. Lười vô, lười vô. Chuột nó chạy ngược à. Đây, đây, quá nhiều. Chuột nó chạy ngược à. Cũng cỡ được 3 kg à, trong đó. Nó chạy ngược ra con rồi đó. Nó vô đó là cả hết được ha. Bắt đầu sổ à. Vô luôn.
đũa thì hơi khắc các bạn, chạy lên chạy xuống có mấy bao à, chứ lần này nó trúng là chạy lên đầu trên đầu dưới, nó còn này có đầu giữa